Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 27 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã dự báo từ nhiều ngày trước đó, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Sáng sớm và ngày mai 27 tháng 3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ tối và đêm nay đến ngày mai 27 tháng 3, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng và ngày mai 27 tháng 3 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai 27 tháng 3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Dự báo từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 sẽ chịu ảnh hưởng bởi thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, nhiều nơi trời sẽ chuyển rét, mưa và rét sẽ được gia tăng và mở rộng ra nhiều khu vực. Mưa to sẽ diễn ra ở nhiều khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm trời rác, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 34 đến 36 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Đêm trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 21 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ ngày mai 27 tháng 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.